Hello, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Tự nhiên bữa nay mang giày thì lại nói voi toàn là ngồi không luôn, không thấy đôi giày đẹp của mình. Bình thường mang dép thì là đứng, nói chứ phải ngồi như thế này để thấy được cặp phục này ha. Có nhiều anh em nói là ôi sao quay một clip mà ngồi hoài vậy, nhìn hèn nọ kiểu, nhưng mà không phải, tại vì mình chủ yếu muốn cho các anh chị em mình thấy được cái cặp phục màu đỏ này của nó khá là đẹp, nên là phải ngồi đây và nói chuyện với mọi người tí xíu. Đây là cái phục đồ Asiro chính hãng bên cửa hàng của em, và cái phục này là gắn như phục jean luôn đấy. Anh chị thích lên những cái phục độ này nọ kiểu thì có thể liên hệ ha, và lên bình dầu này nọ kiểu luôn. Rồi, địa chỉ cửa hàng của em ở đâu ạ? Là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà anh chị mua xe, trước khi anh chị tới cửa hàng á, anh chị đừng tự ý tới cửa hàng nha. Anh chị liên hệ cho em chi xíu và cái số điện thoại đó thì anh chị sẽ được cái phiếu giảm giá khi mua xe. Nhớ nha, được phiếu giảm giá đó, nên là trước khi tới cửa hàng đừng tự ý tới. Anh chị gọi alo. Bây giờ đang chuẩn bị đi lên cửa hàng em mua xe nè. Giá xe làm sao chốt giá đó, ok, lên mua là có phiếu giảm giá nha. Còn anh chị nào mà tự ở nhà lên coi xe rồi này nọ kiểu không alo trước cho em á, là cho cái số điện thoại đó thì anh chị sẽ không được phiếu giảm giá đâu, nên nhớ nha. Rồi, thì thêm một số thông tin là anh chị em quan tâm khá nhiều vào dòng xe Future 2024 khi nào ra mắt. Thì nếu mà thật sự nếu mà nó ra mắt vào cuối năm thì có thể gọi nó là 2024, còn nếu mà nó ra mắt vào năm 2023 này mình vẫn gọi nó là năm 2023. Một số cái phiên bản màu mới, tem bọng mới năm 2023, hoặc là xe này á, anh chị gọi nó là 2023. Tại sao ạ? Không phải là 2023 là phiên bản mới đâu, tại vì nhiều anh chị hỏi muốn mua xe 2019, muốn mua xe 2020, 2021, 2023 có hồng rồi nọ kiểu. Thì thật sự Future 125 từ năm 2018 em nhớ tới giờ phiên bản LED của nó nha, ra mắt tới bây giờ là em nhớ đâu đó lúc nó ra mắt rồi 2018 hình như là cuối tháng 4 thì phải, cuối tháng 4, thì bây giờ là cũng được 5 năm rồi, và cũng đã tới cái mốc, qua cái mốc ngưỡng thời gian mà Honda là 4 năm thay đổi một mẫu mã một lần. Thì bây giờ là đã qua cái ngưỡng đó rồi, bây giờ thời điểm mà có thể là Honda Future chắc chắn nó sẽ ra phiên bản mới đấy. Và chiếc xe này á, là 2023 thì nó là 2023, là nó sản xuất năm 2023. Còn lại nó không có khác gì hết về động cơ, máy móc 21, 22, 23 để y chang nha, quá không có khác gì hết trơn á. Nên là anh chị phải lưu ý vấn đề đó ha. Gọi tên là chỉ là gọi cái tên nó năm nào, gọi nó sản xuất năm nào, nó đẻ năm nào thì gọi là năm đó thôi, chứ thực ra là y chang vậy. Còn nếu mà để nói mà năm 2024 phiên bản mới á, thì nó có thay đổi những cái gì, nó gọi là phiên bản một dụng 120 Future 127cc chẳng hạn gì đó, thì đó là phiên bản mới nọ kiểu đấy. Thì tại sao mà mình nói là chắc chắn là cái chiếc Future 2024 sẽ ra, tại vì hiện tại bây giờ quay thái nó đã ra phiên bản mới rồi, đúng không? Thì từ đó sẽ suy luận ra được chắc chắn Future nó cũng sẽ ra phiên bản giống tự như vậy, nhưng mà không biết nó như thế nào thôi, đồn đoán như vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn quay thái đã ra rồi, là đàn anh, là một người có cái giấy khai sinh uy tín của ông Future là quay thái đó, nó nằm ở bên Thái, bây giờ nó đã ra mắt rồi thì tất nhiên là Future này chắc chắn cũng sẽ ra mắt. Nhưng mà tại sao tới thời điểm hiện tại thì Honda vẫn chưa cho em nó ra mắt mà vẫn chần chừ như vậy? Thì như các bạn biết á, là thông tin của Yamaha có thể là có thể được lộ loạt trước khi mà ra mắt. Còn đối với thằng Honda, thông tin của họ, họ muốn cho ra mắt một mẫu xe nào họ rất là bảo mật luôn, cực kỳ bảo mật. Nên dù cho mình có hỏi được những cái người mà làm trong nhà máy Honda hay gì đó, người ta chỉ lộ lọt cho mình một tí thông tin là chắc chắn nó sẽ có ra mắt, nhưng thay đổi những gì, thiết kế ra sao và khi nào ra mắt thì tất cả nhân viên nhà máy này nọ họ sẽ không bao giờ dám tiết lộ cho một người ngoài. Và khi mà mình lên clip mình nói với các bạn này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái việc mà của công ty Honda Việt Nam, những nhân viên ở đó, nên là họ cực kỳ bảo mật. Khi nào họ cho người ta lộ lọt thông tin thì mới lộ lọt được thôi. Ví dụ như là gần tới ngày ra mắt thì họ sẽ cho một cái trailer này, lúc đó mới là bóc lộ này nọ kiểu ra. Còn kiểu như là trước đó thì cũng là một hai thông tin này nọ kiểu là sẽ ra mắt tháng mấy thì nọ kiểu thôi đấy, nhưng phải gần tới đó thì mới biết được. Còn hiện tại bây giờ tại sao nó chưa ra mắt? Tại vì lượng tồn của thằng này còn quá nhiều. Bây giờ nếu như mà ra mắt, nếu như mà các bạn không thích cái mẫu mã của 2024, các bạn dồn lại, các bạn đi mua cái mẫu mã của thằng này, thì đó là một sự thất bại của một người mà sản xuất thiết kế một chiếc xe máy mới đấy. Còn nếu như mà các bạn yêu thích cái mảng 2024 thì cái lượng tồn thằng này còn quá nhiều, vậy thì cái này nữa bỏ ai mua, đúng không? Nên là khi mà Honda Việt Nam họ cho sản xuất một mẫu xe nào đó, các bạn phải coi thời điểm nào mà chiếc xe này nè nó được giảm giá cực kỳ nhiều, và nó được gọi là
khuyến mại cực khủng này nọ kiểu đó. Thì lúc đó là Honda đang cố đẩy tồn của thằng này ra để chuẩn bị cho ra mắt một mẫu xe mới là thằng Honda Future 2024. À, đó là anh chị phải để ý những cái đó nha. Rồi, vậy thì có Honda thì hay thích là tháng 9, hay thích tháng 9 ra mắt xe tháng 9 lắm. Cái thời điểm mà trong thời điểm quanh quanh khúc này nè, em nhớ là Honda XH 2020 là nó ra mắt vào thời điểm quanh quanh khúc này đó. Đấy. Vậy thì có thể là trong tháng 9 hoặc là cuối năm thì lượng tồn hàng này giảm bớt xuống, Honda Future 2024 sẽ cho ra mắt, chắc chắn là sẽ cho ra mắt. Đấy, nên là anh chị cứ có thể đợi. Nếu mà đợi lâu quá, chưa gọi là đợi trong sự vô chừng á, thì mình có thể cần chiếc xe mình đi sử dụng thì mình có thể mua thằng này. Em thấy thằng này giờ cũng rất là ok mà anh em về trẻ nha, về độ kiển màu trắng nè, đi khá là đẹp, độ đơn giản, độ kiển đơn giản thôi, nhìn rất là đẹp, nhìn xe rất là lịch sự luôn. Còn những mình đi văn phòng thì nó kiểu nó cũng lịch sự, gia đình người lớn, người trung niên đi cũng khá là lịch sự bình thường luôn. Nhưng mà cái vấn đề mà chơi ba này nọ thì nếu như mà anh chị cảm thấy đi nhất hãng, anh chị thấy là nó không ok, mình có thể sử dụng những nhất khác như là nhất Motul hay là nhất Liwi hay là Rexon này nọ kiểu để cho cái nồi mình nó đỡ kêu hơn. Nói chung là một chiếc xe mà tầm giá 30 mấy triệu như thế này, mình không đòi hỏi nó quá nhiều về nó. Nó không phải là một dòng xe cao cấp, nó là một chiếc xe số tầm trung. Đấy, nên là mình chăm nó tốt thì nó sẽ ở lại bên cạnh mình tốt thôi. Mình chịu khó đi đứng mưa gió bảo trì bảo dưỡng em nó định kỳ, có thể định kỳ sớm hơn cũng được cho nó tốt, chiếc xe nó khỏe chiếc xe thôi. Còn những cái dàn nhựa ập ẹp như thế này á thì khi anh chị đi thời gian rồi xe nào cũng vậy, nó cũng sẽ bị chảy keo ra, nó sẽ ập ẹp. Thì chỗ nào ập ẹp mình cũng mua keo ba em, mình gỡ dàn áo mình dán vô là em ru hết trơn, nên là không có nhiều vấn đề phải lo như này ha. Còn nồi niêu xong chảo thì cái đó thì em nói thật là anh chị nó cũng là trong cái sự mà mình chấp nhận được thôi. Còn kẹt số này nọ kiểu cũng vậy thôi. Nói chung là những cái điều đó đều có thể chấp nhận được cho một con xe này. Vậy thì giá xe hiện tại Honda Future bên cửa hàng em là bao nhiêu? Bây giờ đi với em để xem là Future của anh em có những màu gì và giá thành là bao nhiêu nhé. Đây là chiếc Future màu trắng hồi nãy em quay ha. Đây em quay cái phuộc cho anh chị xem. Phuộc màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy. Anh chị thấy đẹp chưa? Rồi, ngoài ra thì Future bên em đây. Màu sơn 3D ha, màu xám bạc nè. Rồi màu xanh này cũng sơn độ luôn nè. Đó, xanh dương này nè. Rất nhiều cho anh chị luôn. Còn không thì anh chị thích màu bạc, mấy bạn trẻ nè, thích đi màu bạc này nọ kiểu nè. Đó, độ sẵn luôn. Lên đẹp luôn, con này thì lên quá đẹp luôn rồi. Đấy, còn anh nào mà thích Future 125 mà màu xanh quay thái đây, em có lên cho anh chị luôn. Màu đỏ nguyên con luôn cũng có nè. Đó. Rồi. Giá Future phiên bản bánh căm là 33, còn phiên bản bánh mâm là 34,5. Tất cả đều sử dụng phanh đĩa ha. Anh chị nào mình thích thì mình liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên góc màn hình. Nhớ liên hệ với em trước khi tới cửa hàng để có thể nhận được phiếu giảm giá từ 500 tới 1 triệu tùy đâu những chiếc xe của anh chị mua ha. Đấy. Rồi, thì nói chung đó là một số cập nhật nhanh của em thôi. Anh chị mà có thắc mắc những cái vấn đề gì, muốn biết giá lăn bánh trả góp thế nào thì hãy liên hệ với em. Em tư vấn cho anh chị kỹ hơn những vấn đề đó. Tại vì trên clip này nó nhiều và dài dòng quá rồi. Đấy. Và trả góp đưa trước cho em khoảng tầm con này là khoảng tầm là 9 triệu là anh chị lấy xe về được. Đừng nghe những chỗ mà kêu là trả trước 3 triệu, 2 triệu hay là không đưa trước lấy xe về được. Trả góp là mệt mỏi luôn nha anh chị. Trả góp mệt mỏi luôn đó, thành nợ xấu luôn á, trả không nổi đâu, lãi trả không nổi đâu. Đấy. Rồi, thì nói chung một số cập nhật của em ha. Anh chị quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại dưới bên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những clip tiếp theo ạ. Khách em tới mua xe, khách em tới mua xe.